Này giải thích chẳng thế, các người ở địa vị nhị thừa kia đã trải qua từng ấy thời gian tu hành hướng đại thì trước khi họ hồi tâm, thứ mà họ cần chứng đắc là hữu dư niết bàn, đó gọi là niết bàn. Còn niết bàn mà pháp vương chứng được thì gọi là đại niết bàn, chẳng phải là hạng nhị thừa ở các địa vị hữu học. Đã trải qua 8 vạn kiếp cho đến 4 vạn kiếp là đã nhập niết bàn, cũng chẳng phải là bậc vô học nhập vô dư y niết bàn, thì thân trí đều không có, nhập niết bàn rồi liền khỏi thân trí, trải qua 2 vạn kiếp vân vân, tu hành hạnh đại thừa. Phẩm Tín Giải nói: chúng con đã từ lâu chuyên tu tập pháp không, đặng thoát khỏi hoạn nạn khổ não của ba cõi, trụ ở tối hậu thân hữu dư y niết bàn, thời là đã có thể báo được ân Phật rồi. Trang Nghiêm Luận nói: khi niết bàn, những người khác thì thiện căn hết, Bồ Tát thì chẳng thế. Còn hạng nhị thừa nhập vô dư niết bàn thì thiện căn dường như hết. Nếu giống như điều Trang Nghiêm Luận đã nói, thế thì cớ sao trải qua 1 vạn kiếp tu hành mới nhập thập tín vị, sau này trải qua 3 lần vô số kiếp mới được Bồ Đề, bản thức đã không có, thì không có thức để giữ chủng, thân ấy đều tận. Thế thì làm sao mà tu hành và ai sẽ được Bồ Đề? Nhập vô dư niết bàn rồi, nếu còn có thiện căn, thế thì chẳng những trái với giáo mà còn trái với chính lý, thân trí. Nếu còn thì làm sao mà gọi là vô dư niết bàn? Chẳng giống với Như Lai vô lậu y mà còn thì gọi là hữu dư y, hữu lậu y mà tận thì gọi là vô dư y. Kinh Thắng Man cũng nói: hạng nhị thừa mà đắc niết bàn, đó là do Phật phương tiện mà nói. Thành Duy Thức nói: chẳng được vô vãng, không cần qua lại tới lui nữa, đó là phương tiện. Hoặc trụ hữu dư, hồi tâm hướng theo đại thừa chẳng đắc vô dư, đó gọi là đắc phương tiện. Phẩm Bệnh Hành Kinh Niết Bàn nói: bậc tu đạo hoàn là sau 7 lần trở lại cõi người cõi trời đạt được kết thì nhập niết bàn. Người đó thời vị lai trải qua 8 vạn kiếp sẽ đắc thành A Nậu Bồ Đề. Bậc Tư Đà Hàm sau 1 lần qua lại đoạn kết nhập niết bàn, tới thời vị lai trải qua 6 vạn kiếp thì được A Nậu Bồ Đề. Bậc A Na Hàm chẳng trở lại, thời vị lai qua 4 vạn kiếp sẽ đắc Bồ Đề. Bậc A La Hán qua 2 vạn kiếp sẽ đắc Bồ Đề. Hàng Bích Chi Phật qua 1 vạn kiếp sẽ đắc Bồ Đề. Kinh ấy còn nói: qua 8 vạn kiếp sẽ được A Nậu Đà La Tam Hiệu Tam Bồ Đề Tâm, chẳng phải thành chính giác thì gọi là đắc Bồ Đề. Thầy xưa giải thích về A La Hán như sau: đã từng trải qua 7 lần sinh thì gọi bằng danh hiệu Tu Đà Hoàn, đã từng trải qua 2 lần sinh thì gọi bằng danh hiệu Tu Đà Hàm, đã từng trải qua 1 lần sinh ở thượng giới thì gọi bằng danh hiệu A Na Hàm. Chẳng trải qua lần sinh nào cả nhưng nhờ giáo mà đắc quả thì gọi là A-la-hán. Chẳng trải qua lần sinh nào mà đắc độc giác thì gọi bằng danh hiệu Bích Chi Phật. Ba loại đầu thì phàm thân đắc quả, thánh thân niết bàn. Hai loại sau thì phàm thân đắc quả, phàm thân niết bàn. Trải qua nhiều lần sinh là loại độn căn, bởi vậy thời tịch lâu. Trải qua ít lần sinh là loại lợi căn, bởi vậy thời tịch ngắn. Hàng trải qua 8 vạn kiếp, đó là dẫn lời giải thích của Bồ Đề Lưu Tri, xong nhờ bi tưởng lấy 8 vạn kiếp làm một ngày đêm, gom ngày đêm này lại lâu năm mà thành ra đại kiếp, họ thọ vô lượng đại kiếp, qua đó về sau mới bắt đầu phát tâm. Xem cách giải thích này chưa có căn cứ trong kinh điển. Kinh giải thích Tu Đà Hoàn là hạng 7 lần sinh đoạn kết được nhập niết bàn. Thế thì bậc Tu Đà Hoàn này trải qua 8 vạn kiếp mới đắc đại Bồ Đề Tâm. Vị đầu thập tín ai bảo là 8 vạn kiếp trụ ở niết bàn? Đây A-la-hán gọi là Tu Đà Hoàn, trải qua 8 vạn kiếp mới được phát tâm, thật đáng được cười. Thêm nữa, nếu nhập vô dư thì thân y hết hẳn, cớ sao không có nhân mà sau đó lại khởi lên được? Chẳng thế thì vô dư là nói nghĩa gì? Nếu giống như Phật nhập vô dư niết bàn, hữu lậu hết hẳn, lại được vô lậu đã viên mãn, thì sao chẳng gọi là Phật? Nếu đoạn trừ hết phược, gọi là nhập vô dư, thân trí chẳng mất thế, thì vô dư ở chỗ nào? Vì thân hữu y, thế thì hai loại vô dư hữu dư khác nhau ở chỗ nào?
Suy xét mọi mặt về nghĩa thì thấy khó hợp, khó tin. Sau nghĩa của việc bậc tu đà hoàn trải qua 8 vạn kiếp vân vân như trong kinh Niết Bàn thì như trên đã nói, thực ra là chỉ quả ấy chứ chẳng phải là A-la-hán, vì thế mà được danh hiệu, cũng chẳng phải là A-la-hán, phải từng trải qua lần sinh như ý của kinh kia. Thì chỉ nói chung về bậc A-la-hán, thực ra hạng hữu học phát tâm hướng theo Đại Thừa lại phải trải qua bao nhiêu thời gian nữa thì được Niết Bàn. Trong kinh không có hạng hữu học mà lại hồi tâm. Do đó, nên coi cách giải thích trong kinh Niết Bàn cũng giống với Du Giả Luận là hay nhất. Quyển thứ 8 phần trước, Sa Môn Quy Cơ Chùa Đại Từ Ân soạn. Kinh văn, các tỳ kheo tới thâm nhập thiền định, tán rằng trên là thuyết minh về nhân xưa khiến rút lui khỏi Đại Thừa, mà theo Tiểu Thừa, dưới là nói rõ quả này khiến biết bỏ quyền mà lấy thực. Văn chia làm 3, một pháp, hai dụ, ba hợp thuyết. Phần đầu lại chia làm 2. Đầu tiên là thuyết minh về vấn đề này là thực thừa, sau đó giải thích lý do vì sao trước kia là quyền thừa. Phần đầu lại chia làm 2 phần. Phần đầu biết rõ chúng sinh căn cơ đã chín muồi. Phần cuối thuyết minh về nhất thừa. Đây là phần đầu căn cơ chín muồi có 5 ý. 1. Giờ Niết Bàn đã đến. Chúng sinh căn cơ chín muồi, sợ Phật Niết Bàn nên nghe pháp thì thâm tín. 2. Chúng lại thanh tịnh vì phiền não chỉ nhỏ bé bởi đã ly nhiễm. Đầu tiên thuyết về tam thừa để ra khỏi cõi đời như bẩn, chúng sinh cấu uế nặng nề, này đã giáo hóa cho họ lâu dần dần, khiến họ lìa cấu nhiễm, cho nên gọi là thanh tịnh. 3. Tín giải kiên cố, hai thứ chứng giải chứng tín đều kiên cố, chẳng thể trở hoại. 4. Liễu đạt không pháp, không pháp có 2, sinh không và pháp không. Sinh không là sở chứng, pháp không là sở tri. Đã chứng sinh không rồi, sau đó nghe bát nhã mà biết pháp không. 5. Thâm nhập thiền định, vì đều có thể xuất nhập tứ thiền kiểu định, đây là căn cứ vào hạng thanh văn vân vân vốn đã thoái chuyển rồi lại phát tâm mà nói. Cần phải có đủ 5 điều này thì mới biết nhị thừa là quyền thừa và mới quy y nhất thừa. Nếu làm khác đi thì chẳng đúng. Kinh văn, bèn tập hợp các Bồ Tát tới được diệt độ mà thôi. Tán rằng đây là thuyết về nhất thừa. Thừa đã thuyết tứ mới là liễu nghĩa, thuyết nhất chỉ là phương tiện. Giải thâm mật nói, tướng sinh thắng nghĩa đều không có tự tính, như thế ta đều đã hiển thị. Nếu chẳng biết mật ý này của Phật thì hỏng mất chính đạo chẳng tới được. Ở trong đó lập ra nhất thừa chẳng phải là loài hữu tình về tính chất không có sự phân biệt. Kinh Thắng Văn cũng nói, những thiện nam tử nhiếp thủ chính pháp có thể gánh vác nổi 4 loại gánh nặng vượt qua đại địa đó. Có nghĩa là đối với loại chúng sinh vô văn phi pháp, chẳng nghe pháp, chẳng đúng pháp thì dùng thiện căn của người trời mà thành thục cho họ. Tức là đây thuyết tam thừa thì đối với các hạng trung thảo, tiểu thảo, hạng nào cầu thanh văn thì chuyển thụ cho thanh văn thừa, hạng nào cầu duyên giác thì chuyển thụ cho duyên giác thừa. Hai hạng này gộp lại là hạng trung thảo, còn hạng cầu đại thừa thì chuyển thụ cho đại thừa, tức là hạng đại thảo. Lại nói rằng, nếu như lai tùy theo ý muốn của họ mà phương tiện nói, thì chỉ có nhất thừa, không có thừa nào nữa, cho nên biết rằng theo lý, thì thuyết nhất là quyền, thuyết tứ là thực. Giải thâm mật nói, vì chẳng phải là loài hữu tình, về tính chất không có sự sai biệt. Nay trong kinh này, để giáo hóa lại đã thoái chuyển rồi lại phát đại tâm, cho nên nói nhất thừa là thực, nhị thừa là quyền, chờ khi căn cơ chín muồi mới nói. Không có nhị thừa nào mà được diệt độ, chỉ một Phật thừa là được diệt độ mà thôi. Trong kinh Niết Bàn nói rằng các thanh văn đều được thành Phật hoặc là đều chẳng thành Phật, Thế Tôn đều nói là chẳng hiểu ý ta, cho nên mới có thể biết rõ ý kinh như vậy. Cũng cần khéo tùy thuận tâm của Phật Bồ Tát. Song nay trong hội này phần đông là thoái tính, cho nên nói nhất thừa là thực, nhị thừa là quyền. Kinh văn, tỳ kheo nên biết tới thì liền tín thụ. Tán rằng đây là giải thích vì sao trước kia là quyền. Dùng phương tiện trí chứng nhập chúng sinh căn tính thắng giải, do chúng sinh ý thích tiểu quả vốn chấp trước ngũ dục, để tạm thời diệt trừ nỗi khổ sinh tử cho họ,
nên ta dùng tiểu pháp mà chuyển thụ cho họ, khiến họ lìa bỏ ngũ dục. Ngũ dục tức là tham ái duyên vào năm cảnh. Cho nên đầu tiên thuyết về Niết Bàn, đặt ra hóa thành để đỡ khổ. Đã được Niết Bàn rồi, thì người này nếu nay nghe nói nhất thừa dẫn tới bảo sở sẽ lập tức tín thụ ngay. Kinh văn, thí dụ như 500 tới chỗ châu báu, tán rằng dưới là dụ thuyết, trong ấy có hai, đầu là dụ thuyết về xưa là quyền, sau là dụ thuyết về nay là thực. Đó là đoạn từ bấy giờ đạo sư biết đám người này trở xuống. Phần đầu có 4 dụ. Dụ thứ nhất đầu tiên dẫn đưa lìa khỏi chỗ hiểm. Dụ thứ hai nửa đường mới lùi. Đó là đoạn từ đám người được dẫn đưa trở xuống. Dụ thứ ba vì họ mà đặt ra hóa thành. Đó là đoạn từ đạo sư nhiều các phương tiện trở xuống. Dụ thứ tư mọi người mệt mỏi đều nghỉ. Đó là đoạn từ bấy giờ đám người cực kỳ mệt mỏi trở xuống. Dụ về xưa là quyền trong phẩm tín giải trước kia có 6. Này đây tức là các dụ trong phẩm đó, nhưng không có 2 dụ đầu. Vì lúc mới thoái chuyển, vẫn chưa hướng theo tiểu thừa, Phật chưa đặt ra hóa thành, bởi vậy này lược đi, chỉ giống 4 dụ sau. Hoặc dụ thứ nhất thoạt đầu đưa ra khỏi chỗ hiểm, ở đây bao gồm các dụ thứ nhất, thứ ba trong phẩm đó. Dụ thứ hai ở đây bao gồm cả dụ thứ hai, thứ tư trong phẩm đó. Hai dụ cuối ở đây bao gồm hai dụ cuối ở đó. Tách ra gộp vào tuy có sự khác nhau, nhưng nghĩa không khác nhau. Dụ đầu có 4 ý. 1. Muốn vượt qua chốn ác. 2. Dẫn đưa tới chỗ báu. 3. Thương chủ thuộc đường. 4. Mới đi dẫn đường. Đây là hai ý đầu 500 do tuần. Chính Pháp Hoa nói, năm đường sinh tử đó gọi là đường ác, nguy hiểm, nhiều nạn. Chữ khoáng có nghĩa như các chữ không sơ, cửu, viễn, rỗng, thưa, lâu, xa. Chữ tuyệt nghĩa như chữ quính, tột bậc, tót vòi. Trong vòng sinh tử vốn không có bậc thánh trí như chỗ trống, rỗng, thưa thớt, lâu, xa. Lâu là xa xôi, tiết mù không người, thật đáng kinh sợ. Năm bố úy vân vân thì gọi là bố úy xứ, trốn ghê sợ. Nay lại giải thích là trong chính Pháp Hòa chỉ đưa ra cái thể của hiểm đạo, chứ chẳng phải là giải thích về số của hiểm đạo đó. Nói 500 có nghĩa là nói phân đoạn sinh tử có hoặc nghiệp khổ là 300, biến dịch sinh tử có vô minh khổ là 200, 10 phiền não, 10 nghiệp đạo, vì 10 phẩm loại quả sở cảm đều hỗ trợ cho nhau, gộp lại mà thành 500. Dưới nói qua 300 do tuần mới lập ra hóa thành. Nếu tính về số của 5 đường thì tức là 5 qua 3 đường ác mới nhập kiến kế, chưa thấy hóa thành, sao mà lại gọi là nhập được. Bởi vậy nên theo cách giải thích sau, chân bảo xứ trốn châu báu đó là chỉ quả vị Phật Đại Bát Niết Bàn. Đây là dụ cho việc vượt qua vòng sinh tử nguy hiểm mới tới được Phật vị. Kinh văn, có một vị đạo sư tới muốn vượt qua nạn này. Tán rằng trong này có hai ý. A. Thương chủ thuộc đường. B. Mới đi dẫn đường. Đạo sư chỉ Phật đầy đủ năm đức. Một, thông minh lợi căn. Hai, có trí tuệ biết lựa lọc đúng sai. Ba, xét tỏ chân tục. Bốn, thông đạt không gì không biết. Năm, giỏi biết tướng trạng thông suốt hay bế tắc của hiểm đạo. Đạo chỉ trừ thú các nẻo chúng sinh. Thông tức là đoạn năm trụ. Tắc tức là khởi hai chướng, vì có hoặc nghiệp cho nên tắc khổ nhân, mà hết thì thông. Mới đi dẫn đường, ý văn có thể biết rõ. Kinh văn, đám người được dẫn đường tới nay muốn lùi về. Tán rằng đây là dụ thứ hai, nửa đường mới lùi. Tu nhân của Đại Thừa chưa qua 60 kiếp đã mệt mỏi trong việc tu hạnh Bồ Tát nên gọi là nửa đường mỏi mệt. Hạnh Đại Thừa khó tu phải trải qua đủ mọi điều gian khổ nên gọi là mỏi mệt hết mức. Vì thời gian mỏi mệt dài nên gọi là mỏi mệt hết mức. Sợ biển thánh hạnh, sợ hãi việc tiến tu cho nên gọi là bố úy sợ hãi.
Do sợ việc tu hành đại thừa nên gọi là bố úy. Chẳng thể tiến lên cầu quả bồ đề, trải qua ba đại kiếp, con đường phía trước còn xa. Thoái lui khỏi đại thừa, chẳng học nữa, quay về trụ ở vòng sinh tử, nên gọi là nay lùi quay về. Đây chính là căn cứ và nghĩa mà nói, chứ thực ra chẳng phải là nhị thừa thời xưa đã bạch Phật rồi mới lùi về trụ ở tiểu thừa. Kinh văn, đạo sư có nhiều phương tiện tới hóa làm một tòa thành. Tán rằng dưới là dụ thứ ba, vì chúng sinh mà bày ra một tòa thành, có bốn ý: một, giả tư niệm; hai, đặt hóa thành; ba, khuyên chủ đừng sợ; bốn, thuyết minh về lợi ích của việc nhập thành. Đây là hai ý đầu. Nhiếp Đại Thừa Luận nói: chống trời mặt đi, vô tư mà làm thành công việc của mình, vì tuy không có miễn lệ tư, ý nghĩ phải cố gắng, nhưng cũng có nhiệm vận tư, ý nghĩ phó mặc cho sự xoay vần. Tuy không có thực sự sự suy nghĩ thật sự, nhưng có thứ giả xưng là tư. Vì chư Phật sáu lần quay lại, ngày đêm quán sát chúng sinh, nghĩa cũng giống như tư. Qua 300 do tuần, nếu nói năm nẻo ngũ thú là 500, thì đây là qua phân đoạn sinh tử, ra khỏi ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, hoặc khiến vĩnh viễn ra khỏi ba nẻo ác, gọi là 300, giống như ba món sau của ngũ hạ phần kết là thân kiến, vân vân. Thì bây giờ mới nói, như thực ra ngày lúc đầu đã đoạn trừ rồi. Phân đoạn sinh tử, tùy loài người loài trời có thể xuất ly, nhưng biến dịch sinh tử thì loài người loài trời vẫn còn, cho nên chẳng gọi là xuất. Nếu y vào chính thuyết thì phân đoạn sinh tử có hoặc nghiệp khổ xuất ly ba thứ này, cho nên gọi là qua 300 do tuần, vì niết bàn tại ở quả vị vô học. Hóa là một tòa thành, bản luận nói đó là chư thiền tam muội thành, qua đó rồi khiến nhập đại niết bàn thành, cho nên Phật nói là bảy đạt, vì vốn không có thực thể, cho nên gọi là hóa làm. Thành đó tâm chứng diệt, tương ứng thiền định, đầy đủ khinh an, có thể dẹp các thứ phiền não to nặng, nhờ Phật giáo hóa mà có được, cho nên gọi là hóa làm, hóa lạc. Một tòa thành lý diệt không hai, đối với chủng trí xa, tức Phật thừa mà nói, cho nên gọi là một. Thêm nữa, tùy là giả, mỗi người mỗi khác, nhưng vì nghĩa giả giống nhau, cho nên gọi là một. Thêm nữa, vì căn cơ tu học nhị thừa chứng khác, cho nên câu kệ ở dưới nói rằng là chốn tạm nghỉ, cho nên nói là hai. Tức xứ cố thuyết nhị, vì giả đối đãi với chân, chân đã chẳng hai, giả lẽ nào lại chẳng phải là một. Đây là dụ ví với hữu dư niết bàn, vì hoặc nghiệp đoạn, cho nên sự khổ sau này sẽ chẳng sinh, thực sự được vô dư niết bàn, dư thân trí vẫn còn nên chưa gọi là chứng. Hậu thân trí mất rồi mới gọi là chứng, như tưởng thụ diệt là vô vi. Đó là căn cứ vào chỗ cuối cùng viên mãn mà nói.